Thưa quý vị, trong đợt mưa lũ này, chỉ riêng các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam có đến 27 người thiệt mạng, 20 người vẫn còn mất tích và 46 người bị thương. Trong số các điểm sạt lở hoặc nguy cơ có lũ quét thì được dự báo. Tuy nhiên, tại một thôn xã Trà Leng có 9 người chết, 14 người vẫn còn mất tích, phần lớn đều tập trung ở nóc Ông Đề. Điều đáng nói là điểm dân cư với 11 nóc nhà nóc Ông Đề, thôn 1 xã Trà Leng được xem là điểm dân cư an toàn, là nơi tránh trú cho nhiều người trong trường hợp có mưa lũ. Vậy mà trận lũ quét từ trên núi cao đổ xuống không một dấu hiệu báo trước, khiến số lượng thương vong quá lớn. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại tại nóc Ông Đề cách đây hơn một năm, nơi đã xảy ra trận lở đất kinh hoàng khiến nhiều người thiệt mạng. Chung quanh ngôi làng là những vườn quế bản địa hàng chục năm tuổi. Ngôi làng này nằm ở địa hình bằng phẳng, phía sau là những cánh rừng già. Vậy mà chiều ngày 28 tháng 10, giữa lúc bão số 10 đang quần thảo miền Trung, một tiếng nổ lớn mang theo đất đá tảng lăn từ trên núi cao hơn 100 mét xuống làng, xé toạc qua đồi thành một dòng thác lớn. Diễn ra quá nhanh, nhiều người không kịp thoát thân. Đây là điểm dân cư được cho là an toàn, nhiều người đến tránh bão, nên số thương vong càng cao. Những nạn nhân may mắn sống sót dần nhớ lại. Đi tới nghe nổ cả bùm, cho nên đi sang bên này thấy bà con thì cô bác là chú, ấy, bắn hết không còn, đi mua luôn, còn cháu hết. Theo những người ca dông lớn tuổi, trải qua những năm mưa bão lớn, nhưng làng chưa từng sạt lở lớn. Trong trận lở đất này, do bão mạnh nên người dân không nghe rõ tiếng nổ trước khi đá đổ xuống làng. Cái năm ngoái mưa không mà nghe hăng đất, nghe cái chỗ mưa mà bằng khác, nhất là nghe hăng nổ, màng lỡ xuống năm nay không nghe chi luôn, tự nhiên giật của mình. Tỉnh Quảng Nam lập bản đồ vùng nguy cơ bị sạt lở đất, bị lũ quét. Tại huyện Nam Trà My, địa phương này thống kê có 15 điểm nguy cơ cao và đã di dời khẩn cấp hàng trăm hộ gia đình đến nơi an toàn. Vụ lở đất kinh hoàng tại xã Trà Leng nằm ngoài dự báo của địa phương. Vào các đợt mưa lũ trước thì khu suối này nó lượng nước cũng không quá lớn, lượng nước rất nhỏ và khu này cũng đầu núi nó cũng thuộc dòng bình. Cho nên là trong cái đợt mưa lũ lần này thì bà con vẫn điểm đây vẫn là một trong những điểm an toàn để bà con sơ tán. Tuy nhiên là qua cái đợt mưa lớn và có một cái vụ sạt lở đầu núi dẫn tới thay đổi dòng chảy và nó đổi hướng vào trong cái làng này dẫn đến bà con chạy thoát không kịp. Nó xảy ra một cái vụ lở đất kinh hoàng như vậy. Dự báo bão số 10 có thể tác động trực tiếp vào miền Trung, gia tăng nguy cơ tiếp diễn sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh miền núi Quảng Nam. Hiện nay các huyện miền núi như Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tây Giang tiếp tục sơ tán người dân đến khu vực ít nguy cơ hơn. Cùng với đó, các kịch bản ứng phó với bão lũ tại miền núi đang là ưu tiên hàng đầu. Từ vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng cho thấy, nguy cơ sạt lở đất và lũ quét có thể xuất hiện nhiều nơi, kể cả khu vực không được dự báo.